Hai, kỳ quan quay clip gì cho Linh? Hôm nay thì Sally và anh Tuấn sẽ cùng nhau hồi nãy em nói cái gì đó, quay cái gì mà một cái thử thách cái gì mà về cuộc chiến không xài đồ nhựa. Đúng rồi, vì bọn mình sẽ tái sử dụng những cái đồ, không phải tái sử dụng mà bọn mình sẽ tận dụng những món đồ có ở ngoài cuộc thiên sống nhiên. Xung quanh mình, đặc biệt là thiên nhiên. Thì mình nghĩ là sẽ có món đồ thì dùng nó là gì ạ? Có dừa có thể là cái quả dừa mà để mình đựng nước đúng không hả? Mình có thể kiểu bỏ hết cái phần cùi dừa đi và mình có thể đựng đồ trong đấy này. Hoặc là những chai nhựa thì không nói nhá, chai nhựa mình có thể tái sử dụng mình làm để làm ống đựng nước này, đựng các thứ. Đựng vào trong nước. Ok. Ngoài ra thì có cái tre nữa. Tre. Ê cái tre. Ê anh. Okay đấy, mình cái anh thấy tre được á. Tre mình có thể làm bằng cái ly á. Có thể làm gõ hoa được luôn nếu mà có tre đó. Nhưng mà bây giờ lấy kiếm tre đâu ra? Kiếm rồi. Em nghĩ thế là sẽ làm bỏ giấy. Vậy còn tre thì anh hôm nay mình làm. Thôi vậy thì bây giờ anh đi kiếm tre rồi xong về thì mình làm. Ok. Thì anh cần kiếm tre đi thôi, nhớ mình chính. Đây mình giờ mình đi chặt cái việc không được. Thiên nhiên mà. Không. Thôi đủ rồi. Đi mua đi. Đúng rồi. Vậy nha. Vậy ok, mình mọi người đợi chút xíu. Lát nữa mọi người sẽ thấy Tuấn và Sally làm việc. A few moments later. Lên vào đây, ra khổ anh em ơi. Ngọc anh em. Tự nhiên thấy mệt quá. Không phụ gì hết á. Em ơi, nhiều thế này á. Ừ. Mình làm hết được không ta? Được chứ. Nè, bây giờ cái này em làm đi đi rồi xong còn sớm này làm trang trí nè. Ok. Thế anh làm nhiệm vụ cao cả. Sơn và trang trí để em nhé. Đã làm gì? Nhưng phải là phải để nguyên như này á. Ủa ơi, trông sợ quá. Ủa ơi, tránh xa nó nhá. Không mà đấy. Anh có thể anh nghe mấy cái tiếng này cũng sợ luôn á. Em thử đi. Bây giờ anh cười nữa rồi. Ê, đứa trẻ đâu ấy? Đứa trẻ nhớ đâu ấy? Đừng đi ăn trộm ăn cắp nữa. Anh ấy xinh mà. Xinh đâu được. Trời, một cái gương mặt khúc mậu như anh chắc chắn là xinh được chứ em. Rồi chưa em? Anh dị của anh á, dị của anh dưới quận 12 á. Ở dưới đầy, anh xuống anh xinh được mà. Không sao đâu. Đừng đi ăn trộm ăn cắp, nên mình đang quay clip mà. Ê, mặt anh ấy có thể nói anh bị em là anh trộm cắp luôn hả? Đúng không? Anh trộm cắp không? Gì? Em mất đó, đi. Thôi, đừng đoạn cắp thôi. Đừng đụng đó, thôi. Thôi đừng đi, em được nha. Một là mua, hai là xin, em được đó nha mọi người ơi. Vậy là ăn xin đúng không? Ăn xin em mua. Đặc biệt là ăn xin người nhà cho mọi người. Wow. Thêm một cái nữa rồi. Thêm một cái ly nữa. Để quay mình ra. Cẩn thận thở oxy. Đây. Em làm hai ly rồi. Ừ thôi, hai thế đi. Thôi làm hai một cái đi. Nó không thực tế đi. Làm bình hoa đi. Em sơn được một cái rồi này. Cái này cái ly là bình hoa cái nào đấy? Bình hoa được cái này. Ok. Ai bật em bật lên. Em đi mình lên một gì? Đi ngoài nhá. Sao bảo tớ đi đá luôn. Đánh cầm được. Sao chấp đây. Sai rồi đó. Sai rồi đó. Cái lốt bên này. Thấy bỏ không? Anh. Hả? Cái màu gì để em sơn? Màu đen, màu trắng đó. Màu đen, màu trắng em lấy rồi, màu đỏ, màu vàng thôi.
đỏ nhá. Sao không lấy màu đỏ màu vàng đi. Chắc là xem màu đỏ đẹp lắm. Thôi trắng đỏ được mà. Trắng đỏ đẹp mà. Màu đỏ. Hay là nhà mình chân một mình thôi. Ờ không được, một mình không được. Này, cái liệu biết lại cốc thắt miếng pizza quá. Này đợi khô. Không uống này nữa à, cái này không uống pizza. Sao đúng không? Sao đúng không? Để xem. Ừ, thôi xong rồi. Ai biết làm được không? Mùi vàng nên cũng mùi gì vậy? Mình đỏ. Sao nhở? Em lấy màu vàng mà trông lạ nhở, sáng tạo. Không biết là làm pha màu đỏ với màu vàng hả? Đâu, cái chổ màu đỏ chứ hết chổ rồi nên phải lấy ra. Đây này. Này, nhìn này. Ban gốc luôn á. Nên cũng thanh luôn. Trần. Không phải tự nhiên nó ra màu này đâu nhé. Trông như là màu hoàng hôn như này. Là gì? Màu hoàng hôn. Sơn xét. Ok. Em chỉ cho anh Sơn màu bình minh đi. Màu bình minh, màu bình minh không đủ màu đây. À, vẽ trên quả dứa đi. Ê, em có cái nào khó hơn không? Quả dứa dễ cực. Kiểu sọc 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 vài đường là ra quả dứa. Nhá. Đấy, đẹp không? Hay nhưng mà anh đâu có màu đen đâu. Mình vẽ màu vàng, mình cái nước ra chứ đủ đủ á. Ừ, cho màu này hơi đủ đủ nhỉ. Ừ. Ngon mà, đủ ngon mà. Thì anh vẽ cho em chứ đủ đủ nha. Ừ, cũng được. Ok. Bật chấp đi. Ô, đẹp. Đẹp. Tự khen mình luôn. Ôi, kiểu tự làm tự khen á. Ừ. Cái này chưa khô mà xanh vẽ được, xanh quả được. Thì bây giờ nè, Liên vẽ mặt trời cho tốt và xong tướng chè vẽ trái dâu nè, đây là tôi nhận được. Ờ, Liên vẽ trái dâu cho em nha. Ừ, ok. Hay vẽ trái sơ ri hay vẽ nốt đường son đi. Họ dâu. Quyết rồi. Trái dâu là nó chưa khô đâu hả? Chưa. Thì cho mấy sấy đi. Mấy sấy khô lắm. Chứ bình thường tóc anh đang ướt em có dùng mấy sấy không? Nhưng mà tưởng sơn này phải là sấy rồi chứ nó chảy ra lo mình. Ê, ví dụ anh vẽ, em vẽ cũng gì được không? Lo hợp quá. Anh nhìn. Tao tự xem chảy dâu này là dâu Nhật hay là dâu Đà Lạt hay là dâu Hàn Quốc mà. Dở mà đẹp quá. Ừ. Thì tôi thấy mày không? Không. Đâu? Ai chưa? Yeah. Này, anh làm cái gì mà dùng được chứ? Chứ hồi nãy em nói gì? Em kêu biết là mặt trời đấy nhá, phê. Nhưng mà hồi nãy anh kêu anh là vẽ biết gì? Trái dâu đúng không? Trái dâu chứ mà là chữ dâu. Rồi, biết rồi, vậy anh ghi thêm chữ trái mình đây. Là anh trái dâu đúng chưa? Không, nhiều khi mình phải có những cái biến tấu rồi luôn. Không, em không cần. Em đâu cần. Trái dâu dễ thương mà đúng không? Không. Anh biết thư pháp thì em muốn. Không, bây giờ trong đầu người ta đã tưởng tượng một trái dâu, cái là quả dâu, hình trái dâu chứ không phải chữ trái dâu ở trong này rồi. Bây giờ là okay. Người ta sụp đổ. Thì bây giờ anh vừa có chữ thư pháp, bây giờ anh vừa có hình trang được kìa. Không đâu cần chữ thư pháp đâu. Ok. Vẫn không cần. Cần trái dâu, hình quả dâu. Rồi ok, trái dâu. Không làm được thì chập tiếp mà làm, mà sơn lại. Đây thì cái này là của anh, nếu anh không làm được rồi. Nhé. 2000 years. Đâu sẽ quay ra cho, quay ra camera xem nào, xem đặt đồng thể lâu thế nào. Là dâu Thái. Ừ. Dâu Thái nhưng mà dâu Đà Lạt đâu. Cái dâu Thái là bên đó là không có lá. Nó là thử dài dài như này. Đúng rồi, dâu Thái là dài. Đúng rồi, dâu Thái. Bây giờ là đầu tiên mình nghe được thân dâu Thái là dài các bạn ạ. Dâu Thái là phải dài. Ừ. Đẹp mà. Nhưng mà người ta không tưởng tượng ha. Vẫn phải có cái chấm hạt chứ, hạt đâu. Hạt của đen đúng không? Ờ. Lấy tiêu và đắp lên được. Được. Chờ hết. Không, em lấy tâm em lấy tâm cái này nó không? Em chấm màu trắng lên đi. Chấm màu trắng là cũng đẹp. Tâm nhang đâu ta? Đẹp. Có vẻ thương nha. Đẹp ghê. Sao chưa gì đã kiểu gì này? Trông ạt đó nhở? Dâu ạt mà. Dâu sữa.
người ta nhìn vào cái này là ngày, mà nhìn cái đấy đâu, người ta nhìn cái này người ta tưởng tượng ra đây là mặt trời mọc ở vùng nào chứ. Còn nhìn đây người ta không thể biết đây là tâm hải. Tại vì tranh trừu tượng á là có thể người ta có thể nhìn một cái bức hình mà ta nghĩ là nhiều nghĩa, ví dụ như ai cũng hiểu dâu thì người ta có thể nghĩ ở đây là trái phổi hay là kiểu trái seri. Ai hiểu thì tôi biết nhưng mà tôi không hiểu. Đấy. Hôm một trời mấy đẹp ha. Giờ làm tặng em một vườn trái cây luôn. Đâu cần đâu. Đâu cần vườn. Cần đẹp này chứ. Cái nào dùng được, cái nào không dùng được thì các bạn biết rồi đấy. Tất cả là cái bình này sẽ dùng để bày trang trí được. Mà cái của Tuấn thì nó được cái là nó sử dụng 2 option. Nếu các bạn thích không, ai, không ai dùng cần dùng nhiều option như thế đâu. Đừng quên không phải giới thiệu các bạn. Khổ ghê cơ. Các bạn đâu cần đâu, khổ quá. Bạn bao giờ các bạn hỏi bắt đầu bạn nói nha. Còn nếu không các bạn hỏi thì nói. Đấy, mỗi đơn giản chỉ cần như này. Không cần chữ, không cần gì hết. Nhìn coi. Ê, ví dụ lên hình cũng đẹp không? Ừ. Lên cổ. Lên cổ lắm ấy. Không mua ấy về nên không mua hoa cỏ. Cái cắm gì? Không lọ. Ừ, không mua đi. Ok, có. Có. Để xíu em để anh lên, để anh lên kia. Hoa là có hoa liền. Sao? Ok luôn đấy. Được. Mình khỏi cắt không? Không phải cắt đâu, vì mình còn đang muốn cái độ dài của hoa nó dài hơn đi. Bạn ơi, thực ra thì cái hoa này nó không được đúng cái tỷ lệ với cái bình này thôi. Chứ không, nếu mà cắm đúng tỷ lệ với cái bình này thì sẽ rất là đẹp. Nhưng mà con trai đi mua hoa thì cũng phải đẹp không? Đẹp. Mình cũng phải thông cảm thôi. Mình phải cắm tượng trưng để biết cho các bạn biết là bọn mình vừa mới là làm ra một bình hoa. Làm ra một bình hoa để trang trí ở nhà rất đẹp. Mình cắm hình Giang cho nó cao bộ. Xong nước không sao ngấm được. Anh sáng chế này thôi. Được không? Được. Để mình cắm cho mọi người thấy là cái bình hoa này nếu mà cắm dài lên sẽ rất là đẹp. Cũng xương. Ôi. Chuyên nghiệp quá các bạn ơi. Giới thiệu đây là cốc mà cái ly mà anh Tuấn mới vẽ tặng mình nhá, một chiếc dâu. Rồi thấy cái bình hoa nó sức sống liền không? Thấy chiếc dâu đẹp. Ờ, em không công nhận chiếc dâu đẹp. Hả? Chiếc dâu đẹp. Chiếc dâu thì dính tay không? Đây đây. Chưa. Nó khô mất. Hả? Có rồi. Ừ. Mọi thứ cũng là xong rồi. Ừ. Em nói cho mọi người biết một cái là cái bình của anh thấy dâu đẹp đi. Bạn ơi, đây mình giới thiệu này, bình chưa khô nên mình tạm thời cầm như thế này nhá. Mình mọi người đi mình thử phán đoán xem là đây là cái trái gì. Nếu như đây không nói là trái dâu thì mọi người sẽ nghĩ là cái gì? Mình nghĩ là một người trừu tượng nhất thì cũng không thể nào nghĩ đây là trái dâu được. Nhưng bởi vì đằng sau đã có subtitle dâu. Rất là thông minh. Nên là đây là một trái dâu. Rồi, nói chung đó là hôm nay tôi cũng rất là cảm ơn Liêm đã vẽ cho tôi thấy một trời rất là đẹp. Cái này chẳng qua là nó không có mút màu nhỏ nên là nó hơi chảy một tí. Nhưng mà để bày trong nhà thì nó là một cái kỷ niệm ấy. Kỷ niệm thì mình không cần phải quá hoàn mỹ. Đó, thì mọi người cũng có thể dùng cái này để mà uống nước nè, rồi xong làm những cái việc. Kể cả cắm hoa luôn mà chúng mày cũng được. Đó, thì qua đây thì em nói đi. Em nói đi. Ở đây thì Tuấn và Lim cũng hy vọng là mọi người cũng có thể sử dụng những món đồ mà mình không thể nghĩ rằng là mình có thể sử dụng nó ở trong nhà. Và qua những sản phẩm mà mọi người vừa thấy Lim và Tuấn làm lên thì hy vọng là mọi người sẽ có thêm những ý tưởng để làm những món đồ mà không chỉ là mình có thể mua ở ngoài mà có thể mình tự làm nữa, ví dụ như là bánh tranh nữa mà Lim và Tuấn vừa làm đây. Đó. Ngoài việc là các bạn làm thì các bạn sẽ có những cái sản phẩm rất là đẹp. Thì các bạn cũng có thể tập thể dục, ví dụ là cưa cây rồi, ví dụ vậy rồi. Trang trí này, trang trí này. Rồi ví dụ mình chia qua chia lại nhau cũng được nữa. Thì rất mong là tất cả mọi người sẽ nói không với đồ nhựa. Yeah. Và hãy tham gia cuộc chiến không nhựa cùng Minh và Tuấn. Và ngoài ra thì hãy ủng hộ bộ phim 21 ngày yêu của Hạ Vũ và Hải Phong. Yeah. Sẽ on air vào ngày 27 tháng 6. Ok, yeah. Vậy thì xin chào em có lại. Ngại quá, tự nhiên bây giờ mình quảng cáo đi, mình ngại quá. Nhưng mà mọi người nhớ xem và like và subscribe, share nhiều nhiều nha. Tuấn Trần và Salim xin cảm ơn tất cả mọi người. Bye bye.